chiến thắng cơn địa chấn Saudi Arabia, Ba Lan tràn trề cơ hội vào vòng 1 tháng 8. Sự tự tin rất lớn có được từ trận thắng ứng cử viên vô địch World Cup 2022. Argentina đã không thể giúp huấn luyện viên Renardia các học trò giành được dù chỉ một điểm trước Ba Lan. Trong khi đó, Lewandowski đã chấm dứt cơn khát bàn thắng tại World Cup và giúp Ba Lan tràn trề cơ hội vào vòng 1 tháng 8. Hưng phấn sau trận thắng đầu tay, Saudi Arabia ngay lập tức chạy áp sát trên khắp mặt sân, khiến hàng thủ Ba Lan dứt dài chống đỡ. Đã có nhiều pha bóng mà đại diện châu Âu buộc phải phạm lỗi vì không kiểm soát được tốc độ của đối thủ. Đó cũng là lý do khiến họ phải nhận tới 3 thẻ vàng chỉ trong hiệp 1. Tuy nhiên, tấn công dịu nhưng không ghi được bàn thắng, đội bóng áo xanh đã phải trả giá. Trong một pha phản công chỉ giới 5 đường truyền từ phần sân nhà, Ba Lan đã có được bàn mở tỷ số nhờ công của Zielinski ở phút 39 cuối hiệp 1. Saudi Arabia có cơ hội gỡ quả với quả phạt 11m. Thế nhưng, thủ môn Szczesny đã xuất sắc cản phá cả cú đá phạt và sút bồi để bảo vệ lợi thế dẫn bàn cho Ba Lan trước khi kết thúc hiệp 1. Trong 45 phút tiếp theo, Saudi Arabia vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn. Nhưng một lần nữa, họ tiếp tục phung phí những cơ hội ngon ăn. Còn với Ba Lan, bằng những đường tấn công đơn giản nhưng có độ chính xác cao, họ đã hai lần đưa bóng tìm đến cục dọc và xà ngang khung thành đối phương. Sau cùng, điều tất yếu đã xảy ra. Phút 82, hậu vệ An Môn kia phòng ngự mất tập trung và để Lewandowski cướp được bóng. Anh dứt điểm khéo léo đánh bại An Okwei, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Đông Âu. Thắng 2-0, Ba Lan có được 4 điểm và có rất nhiều cơ hội đi tiếp. Lewandowski chói sáng, Ba Lan đánh bại Ả Rập Xê Út. Ba Lan giải mã thành công hiện tượng Ả Rập Xê Út khi hạ đối thủ với tỷ số 2-0. Trong nghệ trung phong, Robert Lewandowski tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo. Chiến thắng trước Argentina tiếp thêm sự tự tin cho Ả Rập Xê Út ở cuộc so tài với Ba Lan. Nếu giành 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Hervé Renard sẽ trở thành đội đầu tiên góp mặt tại vòng 1/8. Ở chiều ngược lại, Ba Lan buộc phải hạ Ả Rập Xê Út để tạm chiếm ngôi đầu trước khi quyết đấu với Argentina tại lượt cuối. Ả Rập Xê Út là đội nhập cuộc tốt hơn. Trái với thế trận phòng ngự lùi sâu ở trận gặp Argentina, Ả Rập Xê Út không ngần ngại tấn công áp đặt để gây sức ép. Phút 12, Mohamed Keno đi bóng xuyên phá trung lộ Ba Lan, bật tường với đồng đội rồi tung cú sút trái phá, nhưng thủ môn quốc Szczesny đã bay người cứu thua xuất sắc. Video, Ba Lan hay không Ả Rập Xê Út. Sau nửa đầu hiệp, một cùng mình chịu áp lực, Ba Lan bắt nhịp được với trận đấu và tung đòn đáp trả. Phút 26, tiền vệ Christian Delic bật cao đánh đầu nguy hiểm sau quả phạt góc của đồng đội, nhưng Saleh Önseri đã đánh đầu cứu nguy ngay trên rạch vôi. Phút 39, Ba Lan có pha tấn công sắc nét đầu tiên và lập tức có bàn mở tỷ số. Matikas thoát xuống trống trải ở cánh phải rồi căng ngang cho Robert Lewandowski. Tiền đạo mặc áo số 9 không thể xuất bóng thành công, nhưng đã kịp xoay người chuyền trả ngược để Piotr Zielinski dứt điểm tung nóc lưới Ả Rập Xê Út, mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, Ba Lan phải chờ đến tài năng của Szczesny để giữ trắng lưới sau hiệp 1. Phút 44, trung vệ Kamil Glik phạm lỗi dùng về với cầu thủ Ả Rập Xê Út trong vòng cấm. Sau khi tham khảo video quay chậm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. Ở cơ hội ghi bàn rõ ràng nhất, Ả Rập Xê Út lại bỏ lỡ. Cú đá 11m của Firas Al Biraken bị thủ môn Szczesny cản phá. Andrić sau đó băng vào đá bồi nhưng một lần nữa, người gác đền của Ba Lan cứu thua bằng những đầu ngón tay. Sang hiệp 2, Ả Rập Xê Út tràn đội hình sang phần sân Ba Lan để tấn công tìm bàn gỡ quà. Nhờ những pha đập nhã trung lộ nhuần nhuyễn, đội bóng châu Á có 3 lần đe dọa cầu môn đối thủ chỉ trong 15 phút. Nhưng hết tài năng của Szczesny đến sự vô duyên của cầu thủ Ả Rập Xê Út khiến đội bóng này bế tắc. Bên phía đối diện, Ba Lan cũng đáp trả với những pha phản công sắc lẹm. Primislav Frankowski tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái để Arkadiusz Milik bằng cách đánh đầu. Thủ môn An Okwei đã bị khuất phục nhưng sàng ngang lại cứu thua cho Ả Rập Xê Út. Ả Rập Xê Út tấn công áp đảo nhưng lên bóng dịu mà không ghi bàn, đội bóng châu Á đã phải trả giá. Phút 82, tận dụng tình huống đỡ bóng lỗi của Abdullah Almonki, Lewandowski đã băng lên dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại thủ môn An Okwei, mang về chiến thắng 2-0 cho Ba Lan. Cuộc ngã Ả Rập Xê Út, Ba Lan tạm dừng lên đầu bảng với 4 điểm. Ở trận cuối, Lewandowski sẽ so tài với Argentina, còn Ả Rập Xê Út phải gặp Mexico. Kết quả, Ba Lan hay không Ả Rập Xê Út, ghi bàn. Ba Lan, Zielinski, phút thứ 39, Lewandowski, phút thứ 82. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn từ chức chủ tịch đảng cầm quyền. Lãnh đạo Đài Loan, Trung Quốc, Thái Anh Văn đã từ chức chủ tịch Dân Chủ Tiến Bộ khi đảng này thất bại trong cuộc bầu cử địa phương. Theo Reuters, trong ngày 26 tháng 11, bà Thái Anh Văn đã tuyên bố từ chức chủ tịch đảng Dân Chủ Tiến Bộ, DPP, cầm quyền tại Đài Loan, Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi đảng này đón nhận kết quả bầu cử địa phương không như kỳ vọng. Tôi phải chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại của cuộc bầu cử. Có nhiều lĩnh vực chúng ta phải kiểm điểm sâu sắc, bà Thái cho biết. Thông tin từ Reuters cho biết, đảng Dân Chủ Tiến Bộ đã thất bại trước Quốc Dân Đảng KMT trong cuộc bầu cử thị trưởng, lãnh đạo huyện và nghị viên địa phương. KMT đã giành 13 trong số 21 ghế thị trưởng và lãnh đạo huyện, bao gồm cả thị trưởng thành phố Đài Bắc. Trong khi đó, số ghế của DPP chỉ là 5. Do đây là cuộc bầu cử diễn ra biệt lập với cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan và diện lập pháp. Bà Thái Anh Văn vẫn giữ cương vị lãnh đạo hòn đảo này tới năm 2024. Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời.
Ông Vladimir Medki, nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Belarus từ năm 2012, đã đột ngột qua đời ở tuổi 64 hôm thứ Bảy. Hãng thông tấn Beta đưa tin, dẫn lời người phát ngôn của Bộ, ông Anatoly Vlad. Beta không cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về nguyên nhân qua đời của Bộ trưởng Medki. Là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông Medki đã làm việc tại Bộ Ngoại giao Belarus từ năm 1993, sau khi tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Vienna của Áo. Ông đại diện cho Belarus trong Hội đồng châu Âu và từng là cố vấn cho đại sứ Belarus tại Pháp vào những năm 1990. Trong những năm 2000, ông làm trợ lý cho Tổng thống Alexander Lukashenko trước khi đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Belarus. Chỉ một ngày trước khi qua đời, ông Medki đã gặp đại sứ của Vatican tại Minsk Ante Zuzic. Cuộc gặp đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Belarus. Bộ trưởng và đại sứ đã thảo luận về quan hệ song phương, cũng như vị trí của giáo hội công giáo ở Belarus. Đầu tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus đã thăm Ấn Độ, nơi ông gặp gỡ các nhà ngoại giao và doanh nhân. Ông Medki cũng thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại song phương với người đồng cấp Ấn Độ, Subramaniam Jaishankar. Về chủ đề xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nhà ngoại giao kêu gọi giải quyết nhanh chóng thông qua các biện pháp hòa bình, Bộ Ngoại giao cho biết thêm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow bị sốc trước tin nhà ngoại giao cấp cao của đồng minh Belarus qua đời. Úc hạ Tunisia, châu Á lại ca khúc khải quần ở World Cup 2022. Tunisia từng đá rất hay và khoa học trước Đan Mạch nhưng rồi họ thua Úc theo cách rất nhạt. Nếu tra quân trận đầu hòa, Đan Mạch 0-0, thầy trò huấn luyện viên Kari của Tunisia được ca ngợi là chơi khoa học, không chơi kẹo trên. Đan Mạch ghi bàn thì hôm nay họ thể hiện sự nhạt nhòa và thua Úc 0-1 ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2022. Úc không hay, thậm chí là yếu vì thiếu ngôi sao, nhưng Tunisia đã không còn cho thấy đó là đội bóng giỏi, biết người biết ta. Tunisia trình diễn bộ mặt trời trạc, nhạt nhòa, không có đòn độc, cũng chẳng có bùng nổ, chẳng có mạng miếng gì hay trong đấu pháp cả. Úc hôm nay chẳng có gì hay, nhưng Tunisia còn tệ hơn thế. Nhìn thái độ, tinh thần Tunisia thi đấu rất thiếu lửa. Các đội bóng châu Phi vẫn hay rơi vào tình cảnh này, thậm chí dù họ sở hữu tập thể nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng nét hoang dã, hồn nhiên vẫn cứ luôn hiện hữu. Và hôm nay đội bóng Bắc Phi, Tunisia là như thế. Đội hình không có những ngôi sao lớn như các đội tuyển cùng khu vực là Senegal và Ghana, Tunisia cũng có phong độ quá thất thường. Nếu trận hòa Đan Mạch, họ chơi kín kẽ, khoa học thì hôm nay gặp một đội Úc, lẽ ra Tunisia dễ đá hơn và thậm chí dễ kiếm 3 điểm nhưng điều đó không xảy ra. Úc ở vào thế thắng hay là chết sau khi thua lấm lưng trước Pháp 1-4. Thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold phải đánh bại Tunisia để nuôi hy vọng. Nhưng rõ ràng thực lực của Úc là không mạnh, thế mà họ vẫn thắng. Bàn thắng duy nhất trận cho Michel Duc ghi cho Úc ở phút 23 từ pha đội đầu nối sau pha nửa chuyền nửa dứt điểm của đồng đội vào trung lộ. Điều đáng nói Tunisia được đánh giá cao hơn Úc trước trận đấu này. Tuy nhiên cách tiếp cận trận đấu, thái độ thi đấu của họ bỗng dưng chùng xuống một cách khó hiểu. Những gương mặt tuyển Úc rất quen thuộc khi từng chạm trán với Việt Nam ở vòng loại World Cup như trung vệ cao kiều Harry Suter, thủ môn Mark Ryan, tiền vệ Aaron Moy, Hustic Woodwin, Kiero Leski. Họ cũng thế, không quá mạnh, chỉ đẳng cấp châu Á mà thôi. Còn Tunisia phải khác đấy, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng khác. Thua Úc, Tunisia mới chỉ có một điểm, trận cuối gặp Pháp làm sao đây, họ lách qua khe cửa hẹp ở bảng D World Cup 2022 để đi tiếp đây. Cánh cửa đi tiếp gần như khép lại với Tunisia, nhưng với Úc thì ngược lại. Trận thắng này mở ra cơ hội vào vòng knock-out cho Úc khi lượt trận cuối, họ sẽ có trận thi đấu sống còn với Đan Mạch. Sau Iran, đặc biệt là hai đội Saudi Arabia và Nhật Bản đánh bại những đối thủ mạnh hơn. Đến lượt Úc giúp châu Á tiếp tục ca khúc khải quần tại World Cup 2022. Va chạm với xe ben khiến thai phụ cùng hai con nhỏ đi xe máy tử vong. Ngày 26 tháng 11, trên địa bàn thành phố Huế, Thừa Thiên Huế đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe máy và xe ben. Hậu quả là ba mẹ con đi trên xe máy biển kiểm soát 75G-1.30419, người mẹ đang mang thai, tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người mẹ đang mang thai chở hai con nhỏ, trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, đi trên tuyến đường qua khu đô thị Mới An Dân Dương, thành phố Huế. Khi đến dòng xuyến đường Văn Tiến Dũng giao với đường Võ Văn Kiệt, xe ben đi cùng chiều từ phía sau đã va chạm với xe máy. Vụ va chạm khiến ba mẹ con đi trên xe ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy biển kiểm soát 75G-1.30419 nằm gần giữa đường, hư hỏng nặng. Cách khoảng 10 mét là xe ben chở đá, nền đường xung quanh có nhiều đá dầm trơi trải. Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn và danh tính nạn nhân. Tài xế xe ben chở đá đang bị tạm giữ tại công an phường An Đông, thành phố Huế. Khởi tố kẻ dùng dao đâm gục người phụ nữ bán nước trên phố ở Hà Nội. Do mâu thuẫn từ trước với cháu của nạn nhân, Hoàng Ngọc Chiến, sinh năm 1985, đã dùng dao sát hại bà chủ quán trà đá trên phố Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngày 26 tháng 11, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người và tạm giữ hình sự Hoàng Ngọc Chiến, sinh năm 1985, trú tại tổ 25, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội để điều tra hành vi giết người.
Trước đó, hồi 12 giờ 15 phút ngày 25 tháng 11, Công an phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc bà Hát, sinh năm 1971, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong ngay trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ. Sau khi gây án, Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà để lẩn trốn. Tại đây, Chiến đã bị bắt giữ. Ngay sau đó, đối tượng bị đưa về trụ sở công an quận Tây Hồ. Hoàng Ngọc Chiến được xác định có bệnh án tâm thần. Nguyên nhân gây án do nghi phạm có mâu thuẫn với cháu nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.